Quay trở lại với mình, như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em chào mấy anh em tới mỏ. Tới mỏ đây cặp cặp hết mà. Nhưng mà tí mình tính nổi bài. Mình sẽ lâu xem cái mình không cảnh gì luôn. Em để đéo chơi mấy kiện vẻ không mẹ. Bây giờ vừa lại chơi chắc là không vẻ đâu nhỉ. Ừ. Như sợ bây giờ cầm vào là tính xe bóng. Không vô rồi nhỉ. Thôi sao. Thật nghe chọn. Kể cả cũng được solo mà có mấy cái gì vậy. À chết rồi. Mà kiểu mà TikTok lên nó thì phải nghe nghe. Hiểu không? Nghe là đéo rồi. Nghe là đéo gì. Vẫn có người trên tầng. Nghe em đi. Tớ nghe hết kế hoạch. Nghe bé lắm. Chắc gì đã bé nghe chưa mọi người bé. Mịn đi phần luôn. Đó, thôi toàn rồi. Mọi người cứ xem gì ở nhà vệ sinh nha. Đã đi vô đấy mà. Là bóng nó sao. Kích. Để thấy là có kích chơi chưa. Mà không biết nợ thế nào. Đây vừa xả phấn xong rồi cầm bán mẹ. Tóc một phát. Lúc nhảy ra đây cái này cho con giới cầm mà dính hết tay. Nó lại ăn vào mồm. Giờ hết. Xuống lơ thì nhìn thấy mà không biết này. Bây giờ cái chỗ nó gọi là bây giờ ăn thì cứ mất 1.000 nữa đấy thôi. Nãy là chúng ta ăn mất 1.000. Anh mình đi chắc cần 3.000. 5.000 mẹ. Anh như kích được. Đấy mình cái đẹp tên đây nè. Đấy anh làm vướng vướng cái này. Anh Sơn vướng rộng hơn. Nó mới nhéo rồi. Nó vẫn vướng. Nó mới chó. Tay nó phải để ở giữa đây mà. Ăn một ngồi chéo này đâu mẹ. Để ở giữa. Ngồi chéo này ai khó chịu quá. Ai cấm mày à. Để mẹ này ra đây. Bật mẹ chúng ra đây. Đấy vứt ra. Ngồi ở giữa này. Lát bị thử lòng chỗ lòng vực. Đấy. Chơi hết chỗ rồi à? Thế rồi. Ngồi quạt man như vừa. Như vừa. Ốt ba cái video. Anh nhá, tôi mở điện thoại sẽ pin có. Không thì thiếu. Thích ăn nước uống đầy đủ. Nếu kháng phải làm hai hồ sơ vậy hết sợi. Chưa chứ anh cơm. Ngồi thì mát trời. Rồi chiều đối mèo sao? Chiều chắc là chỉ có tí nước này thôi. Chiều chắc là lấy ít đá tí nước. Đá đây có 10.000 một túi to đồ mới luôn nhỉ? Ừ. Dễ mà nhỉ? Đấy có cái tiết cái chó gì đấy. Mà nó cũng dễ nước mà. Ừ. Nước con gá là có gì đâu. Đấy là mình ngồi giữa này nè. Nó chuẩn dáng ngồi lòng làm việc. Đi kể mẹ mày. Mày bị gặp rồi tắt đi, vô tự tắt đi. Nhưng có bà phụ mẹ mày. Nên để ý bốc lên bốc xuống thì bốc hai con liên tục đó. Lên nào? Hôm qua ấy, đang làm hai qua hai con liên tục và dính nhau. Mà y nhau luôn nhá, không phải lấy đâu. Có một tên nó khác không? Đó solo đi mẹ. Chọn nha, mình sẽ solo FIFA ấy, thằng Sơn thôi nha. Rồi đó với lại cái kênh gì nhỉ? Nè, Sơn DIY à? Đấy. Và sao mới thấy bóng ngoài dài trên tóc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí.
Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào mấy em, mình sẽ bắt đầu tô màu. Tắt máy khẩu cái gì thôi, bật khẩu đeo cỏ gì đấy lên. Tắt máy khẩu cái gì, màu năm 1 ra đi, chứ một cá bên 90 tắt đi. Mà bên 5 bật lên, UMB bật lên, mà bên 5 và 3 bật lên. Cho em miễn phí hết luôn. Bông hoa kịch lợn cài trên tóc em. Sở 3 vector xong sần. Đây. Kịt. Một chóng phẹt. Ở đây đang ngồi tiếng trà. Phẹt, phẹt. Đây, nghe tiếng chân hết rồi. Đi mà ta tắt đi, em gọi tắt đi, sao tôi không vậy, tắt đi, cắp tắt đi. Mà nó bật lên thì cho giảm xuống. Mà về giảm xuống thì tâm sơ sơ nó giảm xuống. Bông keo này giảm xuống nô đề. Anh kia mà không được ấy mà. Hôm nay cho tên anh ngoài mà chứ anh video này sẽ được lại. Cho mũ 3, giáp 3, mũ 2 nhá. Mũ 3 mà, xanh chín này. Mũ 3 vẫn khó. Có cái chó này tất kia anh kia nè, bố của anh kia kìa. Ừ, cái đầu người ông nhìn kìa, nhìn cái điệu ấy mà nước bãi này tiên định cho đầu nghĩ phải chấm nước bãi này dân ơi, mẹ ngẩn rồi tạo trói bạn đâu đây, bạn 13 đây mà cứ còn ấn ra áo nhà trẻ xanh cho nó nhanh, cứ bạn đâu bãi này chưa. Đây là chỉnh cho mình. Ơ mà nó bảy là được mà đúng không nhỉ? Ai bảo mà nó 13, mà nó bảy là chỉ đến 4 thôi. Phát vẫn là tôi mời nó, để tôi mời nó. Những bông mà dịu em mà trong mái đấy bông hoa cực lợn bên tóc em. Những con chó dịu em. Anh Sơn có ở lúc nãy có tay nghe không đấy mà. Nhìn nãy chỉ được người đấy. Mẹ mày. Chỉ được đấy, ấn được đấy. Không biết được nữa. Thì đúng mẹ. Cho đi cơ, đi cơ, đi cơ, đi cơ, đi cơ, đi cơ, đi cơ. Hôm qua cơ, long vòng với phòng lung tung, xong gặp gái, nó gạ solo mà. Ông vào nhá, xong nó ghi là giao lưu không? À, ok. Thế sao đoàn thắng nó? Sao thằng nó nó bảo mẹ không biết được con gái kể ghê luôn, nếu con biết nó là con gái cái trai mẹ không biết được con gái đều đều để ông đợi thiên long mà đứa ấy có bằng tuổi Sơn mà nó bảo là 209 à bảo, ừ chỉ châu 209 à đi quý từ từ bình tĩnh hốt mẹ hốt đại chưa hốt đại hốt đại hôm nay là sinh nhật của Thị Linh. Thị Linh đéo phải nhé, nó có quen đứa là cái Thị Linh đâu. Anh trên mệt rồi. Chó gì ra xem đi, cái chó gì là mở cửa đó đi.